Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Hello, xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và rất vui được gặp lại các bạn. Và các bạn thấy gì chưa? Rất là bự. Ok, và đây là gì? Đây là gì? Thật ra là Gấu cũng rất là kích thích khi nhận được cái phần combo này. Và đây là phần combo của hải sản Hoàng Gia. Và combo này có gồm những gì? Thì combo này nó sẽ gồm 1/2 con cua Alaska, 1 con tôm hùm Canada cỡ nhỏ, 1 con cua đá Canada, rất là nhiều rau fit là con tôm hùm đất á, sò điệp, vẹp xanh, và nhất là nó còn có úc, có ốc. Đây là con ốc tu bu gan gan gai hả? Gai hả? À, đây là con ốc tu bu gai. Thật sự là hồi nãy giờ Gấu rất là khó đọc tên ốc này. À, ốc Stubuga nha các bạn. Đó. Ok. Và nếu các bạn quan tâm đến combo hải sản siêu cấp của hải sản Hoàng Gia thì Gấu sẽ để thông tin ở phần xem thêm. Các bạn hãy nhấn vào đó và xem giá và biết được những thứ khác nữa mà hải sản Hoàng Gia đang kinh doanh. Hải sản Hoàng Gia là một đơn vị chuyên cung cấp sỉ và lẻ các hải sản trong và ngoài nước. Và nhất là điều đặc biệt là khi các bạn đến mua phần combo siêu cấp này thì các bạn hãy nói các bạn đã xem clip của Gấu, hoặc là các bạn nói bạn là bạn của Gấu thì hải sản Hoàng Gia sẽ giảm cho các bạn 20% luôn. 20% là nhiều lắm á. Nhớ nha, các bạn hãy đến và hãy nói các bạn là bạn của Gấu thì các bạn sẽ được giảm 20% cho phần combo siêu cấp này. Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Gấu sẽ ăn và review cho các bạn phần combo này nó ngon như thế nào. Nhìn là thấy ngon đúng không? Ok, bây giờ thì thật sự là Gấu cũng không biết ăn cái gì trước nữa. Ăn gì trước giờ? Ăn cua. Cua nào? cua này. Ok, bây giờ Gấu sẽ thử ăn con này đây. Đây là 1/2 con cua Alaska. Đó, mình sẽ lấy một cái chân này trước. Wow. Con cua này đầy thịt luôn. Ok, và có một thông tin từ một người chị đã tặng cho Gấu cái phần combo này và cũng như là con tôm hùm Canada được trước á. Thì nếu các bạn mà vô tình mua được một con tôm hoặc một con cua với giá trị cao mà nó bị ốp giống Gấu như đợt trước thì các bạn hãy liên hệ với hải sản Hoàng Gia liền. Nhớ nha, các bạn đừng ăn nha. Khi mà các bạn đập cái vỏ ra mà các bạn thấy ốp, các bạn hãy liên hệ với hải sản Hoàng Gia liền thì hải sản Hoàng Gia sẽ hoàn cho bạn một con tôm mới, một con cua mới chất lượng hơn và xịn hơn nữa, giống như phần ăn ở đây. Phần này là chị bù lại cho mình, em cảm ơn chị. Rồi, các bạn nhớ nha, khi các bạn mà mua đồ bên hải sản Hoàng Gia mà chỉ cần bị ốp thôi thì các bạn hãy liên hệ với hải sản Hoàng Gia liền. Nhớ nha, là đừng có ăn, các bạn ăn rồi các bạn đổi lại sao được, đúng không? Bây giờ ăn thôi. Thịt nó dính vào trong cái vỏ rất là nhiều luôn. Đó, chúng ta hôm nay thì chúng ta không có cần sốt gì nhiều lắm. Chúng ta có cái nước sốt cải dương như này nè, đó. À, ngon quá. Đồ cực kỳ tươi luôn. Phải nói là rất là tươi. Thì Gấu có Cần Thơ lận, nhưng mà cái chị quản lý bên hải sản Hoàng Gia đã gửi cái thùng quà này về cho Gấu. Và điều bất ngờ mà Gấu thấy ở cái cách làm việc của hải sản Hoàng Gia đó chính là đồ khi mà đem về rất là tươi. Rất là tươi, và đặc biệt là khi mà giao hàng á thì sẽ được gọi là chăm sóc á. Các bạn sẽ được mà bên giao hàng chăm sóc các bạn là khi mà hàng về là họ gọi cho bạn ra lấy liền luôn.
ngon quá. Hay đặc biệt á là khi các bạn mà nhận thùng hàng này về á, thì bên Thảo Hoàng Gia sẽ bỏ đầy đủ các nguyên liệu mà chế biến cái món này. Thì cái món này á là hải sản sốt bơ tỏi, thì hải sản Hoàng Gia sẽ bỏ đầy đủ những nguyên liệu đó luôn. Hoặc là nếu mà các bạn ở Sài Gòn á, thì hải sản Hoàng Gia sẽ làm sẵn và giao tận nơi cho các bạn. Nhớ nha các bạn, nhớ khi mà các bạn đi mua thì các bạn hãy nói tên là bạn của Gấu hoặc là đã xem clip của Gấu rồi nên qua đây mua thì bạn sẽ được giảm 20%, nhớ chưa? Quá ngọt. Phần ăn này cho 4-5 người. Mình sẽ ăn thử một con vẹt xanh. Nó bị kẹt vô nè. Nói bật mí các bạn là giá của cái phần ăn này nó cũng không có mắc, mà các bạn còn được giảm thêm 20% nữa. 20% nữa. Quá đã. Nếu ăn qua một lần thì Gấu sẽ review cho các bạn về tổng quan của cái phần ăn combo hải sản này. Đây. Các bạn đang chờ con này đúng không? Đây là một con tôm hùm Canada với size nhỏ đó. Lớn vậy nè, là size nhỏ nè. Ăn cái càng nó trước. Để coi coi cái con nhỏ này thì so với con bự nó sẽ như thế nào. À đúng rồi, quên nữa. Thì nếu mà các bạn mà có muốn biết cách để làm ra cái món này á, mà ví dụ như các bạn ở xa đi, các bạn ở xa, các bạn không có thể nào mà, thì ví dụ các bạn ở xa đi thì bên Hải Sản Hoàng Gia thì không thể nào mà giao cái combo mà làm sẵn qua cho các bạn được nữa. Thì Hải Sản Hoàng Gia có một cái clip chỉ các bạn làm món này tại nhà và cực kỳ đơn giản luôn, rất là đơn giản, những nguyên liệu các bạn có thể kiếm ở ngoài chợ. À, các đồ nêm á, các đồ nêm như là bột cajun vuông này, bơ này nọ là Hải Sản Hoàng Gia cho hết rồi. Các bạn chỉ cần gọi là làm theo công thức Hải Sản Hoàng Gia chỉ thôi, thêm chanh thêm này nọ. Ngon lắm. Đây, Gấu sẽ chỉ các bạn cách có thể là ăn cái mình con tôm đúng cách. Các bạn thấy hai cái đường bên này nè, các bạn sẽ cắt hai cái đường bên này. Đó, cắt theo hai đường bên này là bạn sẽ lấy được cái phần thịt của cái thân con tôm hùm ra. Bất kể con tôm hùm nào cũng vậy nha, không phải là riêng con tôm hùm Canada đâu, con tôm hùm Việt Nam mình cũng ăn như vậy luôn. Chấm với nước sốt cà chua. Ngon. Thông thường cái phần thịt đó nó không có mặn bằng cái phần càng, nên là khi mà chúng ta ăn á, chúng ta chấm chung với cái nước sốt này nè, chúng ta chấm chung với nước sốt này cực kỳ ngon. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ ăn thử con sò điệp. Là đẹp nha. Wow, một cục luôn nè, ngon quá. Ngon quá. Ok, đó bây giờ nãy Gấu đã ăn cua tôm rồi, còn một con cua đây. Đây là một con cua rất là đặc biệt, đây chính là con cua Canada. Thì mình xử nó thôi. Cái càng nó giống càng ghẹ đó các bạn, y hệt càng con ghẹ. Wow. Thịt nó ngon nữa. Rồi bây giờ Gấu sẽ chỉ một lần nữa cho các bạn ăn con rau fit này. Ăn nó để bạn chỉ lấy phần mình thôi, bỏ phần đầu đi. Phần đầu này ăn bị đắng. Đúng rồi, phần mình đâu, xong chúng ta dùng kéo cũng cắt y hệt cái con tôm hùm lúc nãy á, cắt ra. Nè, phần thịt. Rồi.
Và đây là cái món cuối cùng trong cái combo này, đó chính là con ốc tubugai. Đó, con ốc tubugai. Này, nó như thế này nè. Ôi, nó này nè, siêu nhiều, bự chà bá luôn. À, rất là phê luôn, nhìn á. Cảm giác của các bạn như thế nào khi nhìn thấy gấu ăn con ốc à? Cảm giác của gấu đầu tiên ăn nó vô, cảm giác như là gấu đang ăn một cái xúc tu của con bạch tuộc, nó bự chạp bá. Chưa bao giờ ăn một con ốc mà nó lớn đến mức này luôn á. Thôi các bạn thấy không? À, anh gấu, gấu bữa nay Noel rồi à, anh ăn mình đã bụng á. Noel làm sao? Thì thôi để tôi ăn. Ở đây còn nhiều mà anh. Tiếp cho. Ăn ngon lắm. Trời ơi má. Thiệt tình luôn á. Ok bà. Ngon lắm bạn ơi. Trời, anh gấu ăn nãy giờ tôi không có kịp làm được. Ok, và phần ăn này thì gấu và cùng ekip của mình sẽ cùng ăn với nhau. Và hôm nay là Noel thì clip cũng sẽ ra sau Noel, nên là gấu chỉ có thể chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe và tài lộc đầy nhà. Ok, và clip cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip, thấy clip hay hãy like, share và subscribe cho Gấu To. Nhấn chuông để nhận được những thông báo từ những clip mới của Gấu. Và đừng quên chia sẻ clip này thật là nhiều để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye.